Đã rất nhiều năm nay, vào dịp này ông Nguyễn Trung Chính lại cùng với nhiều người khác đi làm thủy lợi nội đồng. Sở dĩ hiện nay dù đã có các loại máy móc thiết bị, nhưng với những kênh mương nhỏ, máy móc không thể vào được thì vẫn phải sử dụng đến sức người cho công việc nạo vét, khơi thông dòng chảy. Sự nghiệp thủy lợi Nam Đàn là tổ chức cho anh em ra quân làm thủy lợi hôm nay. Tại vị trí này là xã Nam Lĩnh của trạm 4B, thì anh em các trạm tập trung về đây cả. Quân số thì gần như là 100% để lại mỗi trạm mỗi người trực bảo vệ. Còn lại em tập trung là dọn nạo vét kênh mương để chuẩn bị cho sản xuất năm 2024. Còn đây là kênh Thọ Sơn tưới cho hàng trăm hecta lúa vùng phía đông của huyện Nghi Lộc. Sau hơn một buổi với hàng trăm người tham gia, đoạn đầu của tuyến kênh đã được dọn sạch sẽ, đáp ứng được yêu cầu về tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Khó khăn thứ nhất là về vấn đề thời tiết. Trong cái điều kiện thời tiết cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hai nữa là cái lực lượng của chúng tôi thì đặc biệt là vấn đề là vận động nhân dân thực hiện cùng với là đơn vị thực hiện cái tưới tiêu đảm bảo cái sản xuất, thì chắc chắn là đòi hỏi là sự vào cuộc của chính quyền các cấp và nhân dân cũng như là trách nhiệm của cái cơ quan thủy lợi trong việc là thực hiện nạo vét kênh mương đảm bảo vấn đề là thực hiện nhiệm vụ sản xuất. Năm nay sau nhiều đợt mưa lớn gây ngập lụt, hàng nghìn km kênh mương bị bồi lắng hư hỏng. Hạ tầng thủy lợi bị xuống cấp khiến cho hoạt động tưới tiêu trong vụ đông năm nay và các vụ sản xuất tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn. Đơn cử như tại hệ thống thủy lợi Nam, với lượng đất bùn bồi lắng nhiều, đơn vị sẽ huy động trên 7.000 ngày công lao động cho việc làm thủy lợi. Năm nay thì triển khai sớm hơn các năm là huy động toàn bộ lực lượng cán bộ công nhân viên chức, các tổ chức đoàn thể cũng như công đoàn, phụ nữ, thanh niên đều ra quân mà... Chỉ tiêu của công ty là làm thành đợt từ ngày hôm nay cho đến là 31 tháng 12. Đấy là một cái đợt để dậy lên cái phong trào là toàn dân làm thủy lợi. Và cái nhiệm vụ thứ hai là cùng đồng hành và tư vấn cho các địa phương nạo vét kênh mương nội đồng để là thực hiện cái nhiệm vụ tưới tiêu năm 2024. Theo ước tính của Chi cục Thủy lợi Nghệ An, sau mưa lớn, tại các hệ thống kênh mương sẽ có hàng triệu mét khối đất bùn bồi lắng. Vì thế, các đơn vị địa phương sẽ huy động khoảng 1 triệu ngày công lao động để làm thủy lợi nội đồng. Không chỉ dừng lại trong đợt phát động, mà công tác làm thủy lợi sẽ được kéo dài đến hết tháng 12.